những gì tôi muốn nói với bà tôi đã nói xong hết Nhân, rồi Nhân à, con nghe má nói nè. Buông ra. Nhân, con à, vợ của con á, sống có tình có nghĩa với má, nó chưa có làm cái chuyện gì lỗi đạo với con, tại sao con đối xử với nó như vậy hả Nhân? Đó, bà thấy chưa, nó đưa thằng Trung về nhà đó. Thằng Trung là bạn thân của con, là con nuôi của má. Mấy năm con bỏ đi biệt xứ, nó vợ con một thân một mình nuôi con, nó qua đây nó chăm sóc má nè, rồi nó đưa đón con của con đi học, chứ có cái gì đâu mà con ghen tuông như vậy hả Nhân? Bây giờ tôi không muốn nói gì nữa. Đây, bà hãy đưa tờ đơn ly dị này cho vợ tôi ký vô. Ký nè. Sao bà xé là đơn ly dị của tôi? Mày không còn là con người nữa. Đi đi. Đi đi hỡi thằng con bất hiếu, đi đi. Bà đuổi tôi à? Tôi cũng không cần tờ đơn ly dị này nữa. Và tôi sẽ đi. Còn bà, bà hãy kêu thằng Trung nó về đây nó ở với vợ tôi luôn đi. Tôi sẽ đi. Má ơi, con là thằng Nhân bất hiếu, đang quỳ bên mộ má xin tội ngày qua. Má thương con, xin má hãy thứ tha cho một thằng con đầy tội lỗi. Ngày má mất, con không nghe được một lời trăn trối, không được nhìn mặt má lúc nhập quan, không tự tay mình đổi lấy chiếc mũ tang, không được đốt vài nén nhang trên bàn thờ của má, không được đưa quan tài đến phần mộ, không được đắp cho má một năm đất vô tri. Không một lại đáp đền trước giờ vĩnh biệt thân ly. Công ơn của má nuôi dưỡng mấy chục năm nay, trăm đắng ngàn cay, công than thở một lời. Lòng của má bao la như biển ca, như núi cao trời rộng, như cây xanh che bóng mát cho đời. Nuôi con nên người bằng sữa hoa lấm bao con tim, vậy mà khi lớn con dội quanh câu dưỡng dục sinh thành. Tiếng của má từ trên trời dòng xuống, hay từ dưới đất vang lên mà con nghe vang rền như sóng dày.
hay tiếng thê lương từ trái tim con reo gọi, hay má về đây để hài tội đưa vô loài. Con còn đây mà coi như đã chết từ lâu rồi, con về đây có khác chi loài cua rõ. Con sợ ánh mặt trời, con sợ gặp những người thân. Nay là ngày má mất hồn năm, con về cũng má một mình bên hồ. Đây là trầu cao và bóng quế trắng với mấy nén nhang, con xin lại má cho con để tan buồn màn. Nhưng con ơi, con hãy lại gần bên kinh, con hãy nghe lời má khuyên, con trai phải học hành, ngày sau mới nón đôi đường đắp trên chông gai nguy, muốn nên danh phải chọn đúng con được đi. Đừng ngại ngùng, đừng dùng chân làm chi, hứa đi con để má vui cùng con. Má ơi lời má dạy con ngày nào như còn gian mày, giờ yếu ra thì con làm trái má lâu rồi. Con tự giết đời con, để giờ đây con không dám ngửa mặt nhìn trời. Ngày xưa má bảo đường đời này cạm bẫy, làm người phải biết chọn bạn tốt mà chơi. Má thương con là tình miên ăn, dạy dỗ từng lời, em không ngủ mà trong đèn bắt từng con mùi. Ngày ba con mất má như chết đi một nửa, nhưng vì thương con má cắn răng đau khổ âm thầm. Má ơi đời của má như thân cò lặn lội, cay đắng một trời vất vả nuôi con. Khi con lớn con không làm tròn công phụng dưỡng nghĩa sinh thật, con quên câu kính chữ tù lao. Thương con thao thức bao đêm trường, con đầy giấc mẹ hiền vui sương biết bao. Con là thằng nhân ba kêu, về với ba đây ba. Trời ơi, nó khóc thiệt luôn rồi kìa.